Bà Trương Mỹ Lan không đồng ý cho Novaland trả 2.500 tỷ bằng hiện vật. Tại phiên tòa xét xử vụ án bà Trương Mỹ Lan ngày 10 tháng 10, người bảo vệ quyền lợi của công ty cổ phần đầu tư Tân Thành Long An đề nghị tòa gỡ các lệnh kê biên, phong tỏa để họ tiếp tục thực hiện dự án khu công nghiệp và đô thị Việt Phát. Dự án này đã được nhóm Vạn Thịnh Phát bán lại cho Novaland trước đó. Đối với yêu cầu của bà Lan muốn Novaland trả 2.500 tỷ đồng tiền mặt còn thiếu khi chuyển nhượng dự án này, phía Tân Thành Long An đề nghị tòa cho thêm thời gian để trao đổi lại với bà Lan. Trong suốt những ngày diễn ra phiên tòa, dù được hội đồng xét xử triệu tập để nêu ý kiến có hay không đồng ý trả khoản tiền trên cho bà Lan, nhưng phía Novaland không trả lời. Bà Lan tỏ ra bức xúc, lớn tiếng cho rằng việc bà chuyển nhượng dự án này cho Novaland là đã bị ép giá quá thấp. Nếu Novaland vẫn không đồng ý trả 2.500 tỷ thì bà đề nghị hội đồng xét xử áp dụng các biện pháp theo quy định truy thu. Giờ bà Lan không có người nào đại diện để đàm phán thêm. Theo lời khai của bà Lan, dự án Việt Phát trước đây đang phát triển rất tốt, toàn bộ là đất sạch với giá trị ban đầu là 45.000 tỷ đồng. Sau này phía Novaland năn nỉ mua và xin giảm giá nên bà đồng ý bán theo hiện trạng dự án 30.000 tỷ đồng. Novaland nhờ bà Võ Thị Kim Khoa, một nhân vật bí ẩn thường góp mặt vào những thương vụ M&A của nhóm Nova, là người đại diện đứng ra thực hiện giao dịch. Dự án sau đó bị thu hồi một phần nên hai bên thống nhất lại giá trị giao dịch là 20.000 tỷ đồng, dù lỗi là do phía Novaland không chịu triển khai dự án. Cơ quan điều tra xác định, đến nay bà Khoa đã đặt cọc cho việc nhận chuyển nhượng dự án là 1.750 tỷ đồng và là chủ sở hữu công ty Tân Thành Long An. Trong quá trình điều tra và xét xử, phía công ty Tân Thành Long An có văn bản xin được tiếp tục thực hiện dự án, cam kết thực hiện nghĩa vụ chi trả 15.000 tỷ đồng trái phiếu cho các công ty của bà Lan. Các trái phiếu này không liên quan đến vụ án đang xét xử. Đối với phần giá trị dư ra theo hợp đồng chuyển nhượng dự án, công ty của bà Khoa sẽ nộp để khắc phục hậu quả của vụ án cho bà Lan tại giai đoạn 2. Sau đề nghị của công ty Tân Thành Long An là sẽ trả khoản nợ 2.500 tỷ đồng bằng tài sản hiện vật, bà Lan nói bà chỉ biết chuyển nhượng dự án cho Novaland chứ không biết bà Khoa nào hết. Bà cần Novaland trả ngay bằng tiền mặt 2.500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho người dân mua trái phiếu, chứ không muốn thanh toán bằng tài sản. Trong khi đó, phía Novaland liên tục phát thông cáo báo chí, khẳng định Novaland không nhận được ủy quyền hay có bất kỳ hợp tác nào khác với công ty Tân Thành Long An trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh nói chung, cũng như việc phát hành trái phiếu nói riêng.